Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái thiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỏi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Phân đoạn kinh thánh này đã được vua David ký thực lại và cho chúng ta biết rằng ông ta ao ước, khát khao được ở trong nhà của Chúa. Quý vị rằng một người vua thì luôn luôn phải ở trong cung điện nhà vua, và cung điện nhà vua thật là nguy nga và đẹp đẽ. Nhưng mà ông ta không màng đến cái cung vua của mình hiện có, mà ông ta chỉ ao ước được ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Và buổi tối hôm nay tất cả từng người chúng ta ngồi lại ở đây, chúng ta chỉ là một người lao động bình thường, chúng ta là những người không có một cái tiếng tăm gì trong xã hội. Nhưng chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho chúng ta được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, được ở trong đền thánh của Ngài. Và vua David đã nói rằng là thà ở trong nhà Đức Giê-hô-va hơn là trong trại kẻ dữ. Và ông nói rằng là một ngày ở trong hành lang của Chúa còn đáng hơn 1000 ngày ông ở trong cung điện của mình. Và cảm tạ Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay, Chúa không cho chúng ta chỉ ở trong hành lang của Chúa mà thôi, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta được bước vào nơi dự hiện diện thánh của Chúa, vào trong nhà của Chúa, và chúng ta sẽ dâng lên Chúa những lời hát chúc tôn, cảm tạ và ngợi khen trong giờ này. Và tôi muốn dành thời giờ này để chúng ta hát ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Hallelujah.
lòng này có Giêsu, hallelujah. Vì lòng này có Giêsu, hallelujah. Vì lòng này có Giêsu, hallelujah. Kính thiên ngài, kính thiên ngài, amen, amen. Kính thiên ngài, hallelujah. Kính thiên ngài, hallelujah. Kính thiên ngài, hallelujah. Kính thiên ngài, hallelujah. Hallelujah, kính thiên ngài. Tại vì chúng ta mới, thì chúng ta chưa có thánh ca đủ, cho nên tất cả các anh em không thuộc những bài hát và cũng không thể hòa lòng với chúng ta để cùng chúc tôn Chúa. Và tôi hứa quý vị rằng qua đợt sau tôi qua, tôi sẽ mang nhiều những thánh ca để mỗi người có một quyển và chúng ta sẽ cùng nhau hát tôn vinh Chúa. Và tôi tin rằng bởi cái